anh em. Anh em nghe, có nghe mình nói không? Hôm nay mình sẽ tiến hành review xe Winner. No. Hôm nay mình sẽ làm clip gắn đầu xe. No. No. Hôm nay mình sẽ làm clip về chiếc Vario. Yeah. Too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Hello, cho nên em không gài mình rất là lâu rồi mình không có làm clip. Thì hôm nay mình quyết định là làm clip về Vario. Tại hôm gà mình làm clip về Exciter, Winner, Sonic đồ nhiều quá rồi. Hôm nay mình sẽ bài đầu mấy bạn nào chạy Vario và có ý định mua. Gái gì vậy? Và có ý định mua Vario á thì hôm nay chúng ta sẽ xem các bạn xem cái bài độ của mình có rẻ tiền và kiểu như mà giúp cho anh em có được chiếc xe chạy bốc hơn, nhanh hơn mà đỡ tốn kém hơn không nha. Ok. Hôm nay chúng ta có gì nè, bắt đầu. Rồi cầm. Đấy. Anh em nè, đây là cái chiếc Vario zin đó đúng không? Hôm nay mình sẽ cho anh em xem một cái điều. Thì quay vô cái đồng hồ này nè, quay trên quay xuống. Thì anh em nè chạy Vario 150 zin đúng không? Hoặc 125. Thì anh em mua xe về thì anh em sẽ test là xe anh em mắc đích là nhiều đúng không? Đây là xe mình nguyên zin luôn anh em, chạy mấy 126 cây nha anh em, quay nè. Đây là anh em xem 126 cây đúng không? Đó. Bây giờ mình sẽ test cho anh em xem là max speed nó mà dựng tại chỗ khi mà chưa làm nồi là bao nhiêu nha. Nè anh em nhìn cho rõ nha. Đưa vô, đưa sát sát vô. Đang đậu tại chỗ test max speed nha anh em. À, bóp bóp thắng nha anh em, nó không anh em chạy nó buông ra là dựng ngược á. Anh em nhiều 125 km/h đúng không? 127. À 127 cho 125 thôi. 127 là xe mình là xe duyên nha anh em, Vario 150. À anh em xem đây. Vario 150 nè. Đó, à, chỗ này. Bây giờ mình sẽ tháo cái bộ nồi này ra để mình làm lại. Đó, à, giờ mình sẽ cho anh em xem là mình sẽ làm như thế nào để cho cái xe chúng ta sẽ không phải là như xe zin mà chúng ta chỉ làm một bộ nồi thôi. Nó sẽ à, giờ mình sẽ hướng dẫn anh em tháo cái nồi của Vario nha. Thì đầu tiên anh em sử dụng cây lục giác 5 ly. Anh em tháo ba con này ra. Rồi tháo EV. À, anh em thấy không? Rất dễ, anh em phải làm tại nhà nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái này xong, rồi mình sẽ mua những bộ nồi chính hãng của Vario ra, rồi mình nhìn làm sẵn mình bán cho anh em là chạy Vario. Anh em mua giờ anh em có thể lắp tại nhà. Một cách rất là đơn giản, rẻ tiền mà anh em không cần phải mua những nồi độ là 2-3 triệu, 4-5 triệu gì hết trơn á. Tại vì mình biết là những anh em mà chạy Vario là học sinh, sinh viên rất nhiều, và những bạn nữ cũng có nữa. Thì làm sao mà chúng ta khang khang, chúng ta có thể bỏ số tiền lớn là 4-5 triệu, 10 triệu bạc anh em mua bộ nồi đúng không? Em tháo con đây. Đó, anh em tháo ra. Xe mình mới mua chạy 126 cây luôn nha em, là chạy vòng vòng á, đi lấy con số á. Mình mua xe này về là mình làm clip cho anh em coi luôn á. Anh em thấy nếu hay nhớ ủng hộ like cho mình nha. Tại vì á là một phần á là bây giờ kiếm cái xe của khách á làm cực quá. Thôi đi sắm bà nó cái xe về làm clip luôn. Dạo này á là mình sẽ làm rất là nhiều clip về Vario, giống như là cách tháo dàn áo nè, rồi tháo nồi, làm nồi. Thì hôm nay đầu tiên mình sẽ đi tới cái clip làm nồi. Đó, nguyên cái xe ray xe riêng mình sẽ làm Vario, nhưng hôm nay clip mình á là sẽ làm nồi trước. Rồi sau đó là thay phuộc nè, cách thay phuộc nè, tháo dàn áo như thế nào nè, rồi thay bô nè, cách thay cổ bô nè. Đó thì anh em nào á mà quan tâm tới Vario thì hãy nhấn đăng ký kênh đi. Tại mình sẽ làm nguyên series cho Vario luôn. Và cách làm xe Vario như thế nào để anh em đỡ tốn tiền nhất. Thì anh em hãy thấy nè, những con ốc nào mà dính vô cái nồi á thì anh em cứ tháo ra. Đấy. Dính vô cái nồi á thì anh dùng cây lục giác anh em tháo ra thôi. Đây bộ nồi zin luôn nha anh em. Mới tin luôn. Thì thông thường anh em sẽ mua những cái bộ nồi đổ như là Ocoso nè, à, nồi Coso, nồi ba la nồi STB nè, nồi NIC nè, nồi CTR nè, rất là nhiều hiệu luôn anh em. ICS nữa thì rất là nhiều hiệu. Thì mấy bộ nồi đó anh em mua bèo bèo phải là 2 triệu, 3 triệu gì đó, rất là tốn tiền. Nồi lẩu thì nó anh em muốn bỏ gì anh em bỏ. Đấy, từ từ coi kiểm tra hết đó. Trên dưới đây đây đây, hết rồi đúng anh em. Đó, sau đó anh em á dùng một cái tê anh em thấy chỗ này nè. Chỗ này sẽ có cái lợi cho anh em thấy không? Lấy trên cái búa quay. À.
Tôi chỉ anh em tháo cách rất là dễ nha. Anh em đút cái dê từ đây qua đây. Anh em kích vô cái chỗ mà nó hở ra này nè. Em khỏi nhẹ. Đó, cái nồi ra anh em thấy không? Đó, anh em khỏi nhẹ nhẹ được cho đó. Đây, lấy nồi ra rất dễ nha anh em thấy chưa? Bắt trước mình làm, anh em thấy làm tại nhà rất là dễ. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiến hành mình làm cái nồi trước thôi. Tại phần nồi sau anh em không còn phải làm. Tại vì đối với cái xe zin á, là cái nồi sau anh em khỏi phải làm. Nếu anh em muốn làm á, anh em có thể thay thêm lò xo độ làm sao để tăng dòng RPM lên. Nhưng mà mình khuyên anh em đó, anh em tại nhà anh em không có biết quá nhiều về những cái phần đó thì anh em không phải làm cái phần nồi sau đâu. Anh em chỉ cần bẻ gốc, chỉnh gốc này mặt nhôm đằng trước thôi. Cái mặt nhôm đằng trước mình sẽ giải thích cho anh em nào mà chưa hiểu về cái vấn đề nè. Là cái nồi zin anh em á, thấy cái nồi sẽ quăng ra được tới đây thôi. Anh em thấy không? Nó quăng ra tới đây nó sẽ còn một khúc nữa. Và cái gốc của cái nồi zin á, là nó là làm cho hãng là thì nó làm đúng. Nhưng mà cái gia tốc và cách lấy gia tốc của nó không được tối ưu thì mình về mình sửa lại. Đó thì hôm nay mình sẽ mở cái nồi ra này mình làm lại cho anh em. Rồi mình sẽ gắp vô cho anh em xem là khi mà mình làm cái nồi xong á là nó sẽ là chạy được với vận tốc bao nhiêu ha. Để tháo ra. Cái này là T cái đầu 19. Rồi vâng. Rồi. À em phải zoom như thế này là cũng được nè. À, cái này á, là cái đầu, cái phần này rất quan trọng anh em phải dùng đúng cái đầu nè, đầu 22 để em tháo này. Cái quan trọng là mình nói tại sao. Đây là cây cốt, nối với cây cốt của cây dên. Trực tiếp từ cây dên ra cái cây này. Nếu anh em mà tháo ẩu ẩu, nó tuôn răng của cái cây này thì có nghĩa là anh em phải chẻ máy để thay dên. Mà chẻ máy thay dên là tầm bậy nha anh em. Xe dên đang yên đang lành á, mà tự nhiên chẻ máy thay tay dên là tầm bậy nha. Nên anh em phải lưu ý rất là quan trọng cái con ốc này nha anh em. Tháo cái con này phải rất là quan trọng, mà nói kỹ cho anh em để anh em làm tắt hơn. Anh em tháo ra mà nó tuôn răng của con này là coi như là lỡ nha. Rồi anh em tháo cái này ra nè. Nhìn kỹ đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có miếng ron. Anh em nào mà nếu mà anh em mà quên á, quên một cái thứ tự á, là đầu tiên á anh em tháo ra anh em là chỉ cho anh em một cái kế như thế này. Anh em dùng một cái miếng lót như thế này nè. Em để đây. Anh em bóc con ốc anh em để đây. Là ở đây đúng không? Rồi tiếp theo anh em rút cái miếng này ra. Rút miếng này ra nè. Là sẽ có miếng lòng đàn. Anh em để miếng lòng đàn nằm đây. Rồi anh em để tới cái miếng này nằm đây. Đó, anh em cứ thứ tự như vậy anh em rút ra. Đấy, anh em rút ra anh em để. Để vậy làm chi? Khi mà anh em gắp vô á, anh em sẽ làm ngược lại, thấy không? Anh em sẽ không có bị quên cái thứ tự. Đó, mình lấy nguyên cái bộ nồi này ra gồm có mấy viên bi nè anh em. Viên viên nè, mấy cái này thì nằm chung một bộ ha. Tới cái này, rồi tới cái này. Đó. Rồi cuối cùng á là cái bộ ba càng này. Là lấy ra là xong. Đó, anh em thấy chưa? Đơn giản cái nồi chỉ có nhiêu đó thôi chứ đâu có gì nhiều. Đấy. Mà anh em cứ chạy anh em quên đúng không? Anh em chụp tấm hình. Anh em chụp tấm hình ở trên xuống. Rồi sau đó anh em lưu lại. Tới hồi anh em gắp vô anh em cái bộ này trước. Sau tới cái này, tới cái này, tới cái này, tới miếng đồng đà này, tới con ốc này là xong. Đó anh em hiểu không? Thì giờ mình sẽ đem bộ nồi này của mình. Mình đi bẻ gốc lại anh em ha. Đây anh em thấy mặt nồi zin nè. Mới tin luôn. Sách làm luôn, không nhầm gì hết trơn á. Ok, giờ mình tiến hành mình đi làm thôi. Mình sửa mấy viên này luôn. Mấy viên này anh em phải dùng viên bi chính hãng anh em mà mới được nha. Còn anh em mua mấy cái ly lô lô ngoài chợ á, mà anh em làm á, là hư hết nha, không có xài được nha. Anh em phải dùng bi chính hãng mới xài được. Hoặc là anh em mua những cái bi mà của những cái hãng họ làm á, họ cân bi sẵn á, họ làm sẵn cũng được luôn. Nhưng mà mình bán thì mình làm những bi viên này mình mod lại để cho nó cái độ của mình thì mình cách làm của mình là như vậy. We'll be right back.
cái nồi xong rồi khi chúng ta làm lại nha mọi người. Đây đó, mọi người đã thấy cái quá trình mình làm cái nồi. Khi mình làm mình sẽ bẻ gốc hai mặt nhôm này, mặt nhôm này, mặt nhôm này, và mình sẽ mình làm lại đường chạy bi ở đằng sau ha. Còn bi hồi nãy mình thấy mình cầm, mấy mọi người thấy mình cân là 16 gram đúng không? Nhưng thật ra mình chúng ta không thể sử dụng bi 16 gram được, chúng ta phải độ bi lại. Thì ở đây là bi zin, mình có hai kiểu là bi zin mình sẽ làm lại và mình bán bi đồ chơi. Thì vài bữa nữa thì mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ tìm một loại bi thích hợp nhất để chúng ta không phải lấy bi zin chúng ta móc nữa. À, nếu bi zin móc này chúng ta xài vẫn được, nhưng mà cái thời gian sản xuất sẽ lâu hơn là mình lấy bi đã được làm sẵn đúng gram ha. Đó, bây giờ sẽ tiến hành ráp vô cho mọi người xem. Thì đầu tiên hồi nãy á, mọi người nhớ khi mà chúng ta tháo ra sẽ có cái ống này. Thì cái ống này chúng ta sẽ cắm vào đây. Đó, chúng ta cắm vào đây, vào chỗ này. Thì để cho tốt nhất chúng ta bôi một ít nhớt vào đây. À, ít thôi nha mọi người. Cho mọi người chỉ cần bôi một ít thôi. Nếu mà nhiều quá thì sẽ không tốt, nhiều quá sẽ dính vô cái phần nồi á mọi người. Nó sẽ trơn là dở lắm nha. Đừng để nhớt dính vào hai mặt nồi nha mọi người. Là chỉ bôi ít nhớt vào trong đây thôi, để cho cái giảm ma sát. Đó, ta bôi ít nhớt rồi chúng ta cắm lại. Đó, cắm lại chỗ này, bôi ít nhớt vô nha. Nhớ là bôi nhớt đó, đừng bôi nha, không được bôi nhớt vô cái mặt này nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người sắp bi. Bỏ những viên bi vào những cái rãnh này, giống như cái lúc mà chúng ta lấy ra thôi. Đó, bỏ bi vào. Rồi sau đó bạn dùng cái bố ba càng này nè, cái mặt nồi xa này nè, bạn ốp vào đây. À, thấy chưa? Đây đó, bỏ này vào lại. Nãy mình làm rớt ra mọi người. Chú để ý nha, đừng cho nó có cát vào trong đây nha mọi người phải lau sạch nha. À, phải lau thật sạch. Rồi cho miếng nhớt vào. Rồi nhớ lau sạch nha. Để thật là sạch luôn mới được. Đó. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào lại. Bỏ cái mặt này vào lại. Mọi người sẽ thắc mắc ở đây mình sẽ bỏ một cái zin màu đen ở phần chỗ này, mà hồi zin á, cái nồi zin bạn sẽ lấy ra có cái zin đây. Cái zin này các bạn phải bỏ đi nha. Lý do mình sẽ giải thích cho bạn là tại đây cái mặt nhôm mình đã làm một cái gờ ở chỗ này cho nó cắm vào sâu hơn thì chúng ta phải bỏ cái zin đó. Thì cái zin đó bỏ là hoàn toàn là bình thường nha bạn, không có ảnh hưởng gì hết nha. Cái zin đó bỏ là hoàn toàn bình thường, tại vì cái xin đó chỉ là giúp chặn bụi thôi, chặn bụi ở chỗ này thôi đó, chứ không sao hết. Rồi chúng ta sẽ lắp cái mặt nồi này vào, lắp đúng là mi nha. Rồi tiếp theo các bạn để cái cục ca này lại. Rồi các bạn nhả ốc vô, các bạn nhớ dặn bằng tay trước nha, đừng có bắn máy liền nha, bắn máy liền rất là nguy hiểm, dễ bị trèo găng nha. Bạn nhặn tay vô còn bắn lại đó, cứng nhắc luôn nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên mình sẽ test thử con cái cho bạn xem. Hello chào bạn. Thì hôm nay mình đã ráp xong cái xe rồi. Ok, tối hôm qua mình không có làm cái clip mà test ở ngoài lộ. Thì hôm nay mình đã làm clip test xong rồi. Anh em thấy như thế nào? Hãy để lại một like và một comment nếu anh em thấy cái video này ý nghĩa ha. Hoặc là anh em có ý kiến về khi mà cái phần mình làm như thế này thì anh em có ý kiến như thế nào, thì anh em hãy để lại phần comment bên dưới video để mình xem. Thì mình sẽ tiếp tục làm thêm vài series nữa, giống như là dùng nồi độ rồi mình thay vào thấy xem tốc độ có như thế nào khác với nồi zin mình làm hay không.
mà mình sẽ bỏ thêm giấm mắm, giấm muối này kia. Mình sẽ làm vài clip nữa để cho anh em nào mà chạy viral anh em có thể xem được là chúng ta làm cái cách nào là tối ưu nhất và là tiền như thế nào là tiết kiệm nhất đó. Rồi chúng ta sẽ còn nhiều clip nữa, giống như là thay lò hai phuộc như thế nào, rồi làm bô như thế nào, anh em hãy đón chờ xem ở clip khác ha. Rồi hôm nay mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. À, xem mình đây thì cái phần mà ráp nội vô thì mình chỉ anh em rồi, thì anh em tháo ra như thế nào ráp lại như vậy thôi. Thì tối hôm qua do tối quá nên cái kiểu như mà cái khâu ráp lại mình không có quay, thì hôm nay mình đã dùng xe mình test ở ngoài lộ cho anh em xem rồi đó nha nha. Nếu anh em quan tâm về viral thì hãy đăng ký kênh của mình và xem những cái clip tiếp theo về hướng dẫn làm xe viral ha. Ok, bye bye.